Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10, chiều nay ngày 13 tháng 7 diễn ra phiên chất vấn và trả lời chất vấn dưới sự chủ trì của Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Quyện Bình Triết và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân. Cùng dự phiên chất vấn này có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng. Chất vấn Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, đại biểu đã đặt nhiều câu hỏi xoay quanh các vấn đề xử lý chất thải rắn, phương án vận hành, khai thác trạm trung chuyển rác thải đường Lê Thanh Nghị trong thời gian đến, tình hình chậm cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất của các khu chung cư nhà ở xã hội, giải pháp xử lý đất bỏ hoang trong các khu dân cư. Đà Nẵng vẫn đang đối mặt với tình trạng đổ chất thải rắn xây dựng tràn lan trên các tuyến đường khu đất trống, khiến cho bộ mặt đô thị trở nên nhếch nhác, gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường sức khỏe của người dân. Đề nghị đồng chí Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết giải pháp của ngành trong giải quyết vấn đề này như thế nào. Về lâu dài thì Sở Tài nguyên Môi trường là xây dựng một cái nhiệm vụ rà soát, điều chỉnh, lập quy hoạch xử lý chất thải rắn đô thị trên địa bàn thành phố đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Sau khi thành phố phê duyệt cái nhiệm vụ này thì sẽ triển khai thực hiện. Ngoài ra thì mới đây nhất thì Sở Tài nguyên Môi trường đã phối hợp với Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã ký một cái thỏa thuận, trong đó là thiết lập một cái hệ thống quản lý phế thải chất xây rừng nhằm kiểm soát ô nhiễm môi trường và tăng cường khả năng chế tạo các loại vật liệu mới từ phế thải xây dựng chế tạo ở Việt Nam. Thì đây là cái nội dung và cũng là cái giải pháp mà hiện nay để tiếp cận xử lý vấn đề này. Tính đến thời điểm hiện nay thì Sở đã rà soát và xử lý vi phạm hành vi không đưa đất vào sử dụng bao nhiêu dự án và đã đề xuất thu hồi dự án nào. Giải pháp căn cơ gì để thời gian đến không còn tình trạng dự án chậm triển khai mà vẫn tồn tại? Thì báo cáo với đại biểu Lê Mộc Cương thì để giải quyết vấn đề này như thế nào? Thì đầu tiên là chúng ta phải giải quyết được cái việc là các cơ quan, các sở ban ngành phải hoàn tất được cái thủ tục cho cái dự án này. Ngoài ra thì báo cáo là Sở Tài nguyên Môi trường đã thực hiện gửi được cái văn bản đến tất cả các chủ sở hữu đất để có những cái khuyến cáo để chủ đầu tư thì phải tích cực để cùng với các sở ngành để tháo gỡ làm thế nào đó để sớm đưa đất vào sử dụng. Trong trường hợp mà chủ đầu tư chây ý và đánh giá là chủ đầu tư này không đủ năng lực thì Sở Tài nguyên Môi trường cùng với ngành sẽ tham mưu thành phố thực hiện cái việc thu hồi cái khu đất này, dự án này. Hiện nay tại hầu hết các địa phương của thành phố còn khá nhiều các khu đất trống. Việc này tồn tại rất nhiều năm qua, không chỉ lãng phí về nguồn lực đất đai mà đã làm ảnh hưởng bộ mặt đô thị và nhiều nơi biến thành bãi rác, tốn nhân công và kinh phí bảo vệ môi trường của các phường. Và đề nghị đồng chí Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường cho biết phương án quản lý các khu đất trống này trong thời gian đến như thế nào. Tiếp cận để giải quyết vấn đề này thì báo cáo thì đối với cái quỹ đất công thì tại kỳ họp lần này Sở Tài nguyên Môi trường đã tham mưu báo cáo thành phố và trình Hội đồng Nhân dân xem xét thông qua cái đề án quản lý có thời hạn quỹ đất công đối với những cái khu đất mà giao cho cá nhân là mua đất ở đó mà chưa xây dựng nhà ở. Thì báo cáo thì ngay sau kỳ họp này thì Sở Tài nguyên Môi trường đã thực hiện một cái việc là trên cơ sở dự đất đai hiện nay chúng tôi sẽ thống kê toàn bộ những chủ đầu tư cùng với số điện thoại của chủ các lô đất này và sẽ cung cấp cho địa phương, cung cấp cho phường để làm cơ sở để chúng ta thu được cái tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và cùng với đó là sẽ liên hệ với những cái chủ các lô đất này để có trách nhiệm trong vấn đề là bảo vệ cái vệ sinh môi trường của khu đất. Đất chỗ nào mà không làm là địa phương tổ chức dọn vệ sinh rồi các ông chủ đất rồi phải trả tiền lại cho địa phương cái tiền dọn vệ sinh đó. Nhưng thực chất là không làm được cái vấn đề này. Thì liệu như thế thì sắp tới rồi công bố số điện thoại mà tôi chưa chắc là đã tìm ra thì cái giải pháp này có tối ưu hay không, có khả thi hay không. Thì cái chỗ này liên quan tới cái câu này chủ tọa đề nghị là Giám đốc Sở nói rõ thêm về cái ý như thế, giải pháp cho nó cụ thể, cho nó hiệu quả. Sau kỳ họp như tôi đã nói là sẽ cung cấp cho các địa phương cái danh sách những cái hộ mà chủ sở hữu cái lô đất cùng với số điện thoại. Tuy nhiên thì cái vấn đề này nó cũng rơi vào cái việc là ảnh hưởng đến những cái vấn đề thuộc về cá nhân. Thì chúng tôi cũng sẽ tham mưu để triển khai cái việc này như thế nào để đảm bảo không ảnh hưởng đến cái vấn đề quyền lợi của cá nhân, của người dân. Còn lại là gọi là một cái giải pháp như thế nào, căn cơ như thế nào đảm bảo tổng thể thì theo tôi thì trước mắt chúng ta cũng phải sử dụng tất cả những cái công cụ chúng ta đã có. Sau đó thì nó không đảm bảo thì chúng ta tiếp tục đề xuất những cái giải pháp khác. Chất vấn Giám đốc Sở Xây dựng, đại biểu dành sự quan tâm đến thực trạng xuống cấp của công viên 29 tháng 3,
giải pháp về nhà ở cho người có thu nhập trung bình và thấp trên địa bàn thành phố, tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội, tình trạng các chung cư thu nhập thấp đã xuống cấp trầm trọng, các dự án treo nhiều năm tại quận Liên Chiểu. Hiện nay thì công viên 29 tháng 3 đã xuống cấp, thành phố cũng đã có cuộc thi tuyển phương án kiến trúc và đã trải qua 2 năm chúng ta đã chọn được. Nhưng đến nay thì vẫn chưa có một cái phương án hay là một cái kế hoạch nào để triển khai dự án. Xin hỏi đồng chí giám đốc sở là khi nào chúng ta xây dựng cái dự án này theo phương án kiến trúc đã được lựa chọn? Hiện nay thì Ủy ban thành phố cũng đã giao cho các ban dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp triển khai các thủ tục về đầu tư. Và tổng cái mức đầu tư hiện nay ban dân dụng cũng đã trình lên sở kế hoạch đầu tư để thẩm định chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho dự án này. Cái dự án này dự kiến là khoảng 999,7 tỷ đồng. Thì đây là một trong những cái dự án công viên công cộng trong đô thị cũng khá là quan trọng và cũng người dân cũng có ý kiến rất nhiều. Thì cái này cũng đề nghị Hội đồng Nhân dân và các đại biểu quan tâm trong vấn đề mà cân đối cái vốn trung hạn để cho cái dự án này có thể được triển khai. Hiện nay chỉ có cái là chờ cái nguồn vốn thôi. Cử tri quận Sơn Trà cũng tiếp tục có những cái phản ánh bức xúc liên quan đến cái tình trạng xuống cấp của các khu chung cư, nhà chung cư trên địa bàn của quận Sơn Trà nói chung và đặc biệt là những khu chung cư thu nhập thấp, nhà ở xã hội. Xin hỏi đồng chí giám đốc có những giải pháp gì để xử lý liên quan đến cái tình trạng này? Thì rõ ràng là trên cái địa bàn quận Sơn Trà thì có 11 cái chung cư, gồm có 57 khu nhà. Thì và đặc biệt là cái những khu nhà này mình sử dụng đã trên 10 năm. Và đặc biệt là những công trình này thì gần biển, chắp biển nên nó bị ảnh hưởng, bị tác động bởi thời tiết rất là nhiều. Và vì lý do đó mà những cái xuống cấp rất là nhanh đối với những tường, những thấm dột. Và trong cái hiện nay thì Ủy ban thành phố cũng đã phê duyệt kế hoạch bảo trì chung cư thuộc sở hữu nhà nước là kế hoạch 190 và tập trung sửa chữa lớn đối với 8 khu chung cư là 38 khu nhà với tổng kinh phí là 20,6 tỷ đồng. Trong đó thì quận Sơn Trà thì sẽ có cái 6 khu chung cư với kinh phí là 15,2 tỷ đồng. Thì cái này thì cũng có cái kế hoạch sửa chữa lớn của thành phố và hiện nay thì trung tâm quản lý và khai thác nhà đang triển khai cái nội dung này.